Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 10 đồng token Uraser. Thì một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành, ký hiệu của nó là ACE nha, Uraser. Số tổng cung phát hành là 582 tỷ và đã có 25.616 tài khoản holder và đã phát sinh 107.000 lượt giao dịch nha. Rồi đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, link truy cập website được mình để ở dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước một, các bạn sẽ sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng bước copy contract ngay ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khí đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 2, nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào phần này giúp mình nhé. Bye bye đây, airdrop. Sau đó các bạn nhấp vào đây, claimairdrop là yêu cầu kết nối với tài khoản, các bạn nhấp tiếp theo và kết nối. Mỗi mạng mình sẽ cần làm lại sau nhé, chờ một tí mình sẽ làm lại. Chắc là do có quá nhiều tài khoản đang holder và giao dịch nên mạng nó bị nghẽn đây. Rồi cũng chờ một lúc rồi nhập sẽ sau đó nhấp tiếp lại cho mình nhé. Rồi Kiga là 0.000645 BDB nhé. Vậy tiếp xác nhận. Rồi giao dịch đang được xử lý nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí cần tiền token mới nhất nhé. Tức là ngoài ra vào đây các bạn có thể vào đây để đọc được những thông tin, nghe được những thông tin hữu ích về cái đồng đầu tư tiền của đây. Và nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch sàn ba lần, bạn có thể vào đây đăng ký để kênh để hưởng 10% phí giao dịch trọn đời thôi, và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác ở trên đây. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 10 đồng token ACE. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất nha. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha.